Em có thể chạy xe với anh ý từ đây đi ra Hà Nội bằng xe mô tô, mỗi đứa một xe. Em có thể chạy xe mô tô được không? Nhưng vấn đề là em cũng thích mà, nhưng mà tại sao mày mua cho mày trước? Mày mua cho mày trước trong khi tao mà không được đi, em không được đi. Tại vì là không, chưa không đi được, đúng không? Đúng rồi, nãy giờ chị chia sẻ với em là chị đang thương em lắm. Chị đang nói vậy nè, ui thương, đó là nó đang bầu bì. Nó đang bầu bì mà chồng nó không bước lên được chiếc xe. Ôi ơi, em nhìn em tức chứ, mọi người có hiểu cái cảm giác nhìn đấy trước mặt mà không ăn được không? Tức lắm trời. Nghĩ sao mà Tùng không có nghĩ cái thời gian mà chuẩn bị. Đúng là rồi, bông sẽ đẻ rồi sẽ không dẹp cái xe đó, đó trùng mền. Đấy bây giờ bán rồi chị. Tức là không nghe lời vợ á, tức là cái xe đó nó đến vào cái thời điểm nó không đúng, nó không hợp lý. Cho nên em giận. Chứ không phải em giận bởi vì bỏ một số tiền lớn như thế để mua một cái thứ đam mê của anh. Em không bao giờ là từ chối, hay em không bao giờ là kiểu giống như chị Mai á, là chồng mình mà thích cái gì là em cũng kiểu như em tự cảm thấy là có trách nhiệm là phải mua cái đó cho chồng em. Ok, mình chốt đơn à. Mình nói đến vấn đề này mình cũng nhiều suy tư, tâm tư tình cảm quá. Mình tự nhiên mình nói đến tiền mình bị trì quá ha mọi người ha. Đúng rồi. Tự nhiên mình nói đến cái từ tiết kiệm cái em bị nhức đầu á, em bị chóng mặt á. Thực ra em thấy là giờ vấn đề là tiết kiệm thì tất nhiên là có gia đình rồi thì cái điều đó là, đúng rồi, là ai cũng phải có. Thì nhưng mà em chỉ cảm thấy là nó đúng thì thôi. Bây giờ tiết kiệm quá nhiều khi nó cũng sẽ nảy sinh nhiều vấn đề khác đó. Nó lại như vậy. Tức là em nghĩ là tiết kiệm thì đúng, nhưng mà cũng không nên quá là chi li trong đúng từng rồi. Những cái tình tiết nhỏ, bởi vì đúng rồi. Những cái gì mà mình cảm thấy đáng thì thôi, đúng rồi. Ôi sao hôm nay chị em mình đen đỏ kiếp đẹp nhỏ nhờ. Đen thế này nhở? Hợp concept quá ta. Mà con mình chị đỏ thôi vậy. Ủa? Vậy là chị hôm nay phải được là người đưa chủ ra tòa. Đúng đề. Rồi trước chủ tòa. Đưa ra chủ đề chị là lọ mọ và trong gia đình thì đủ thứ tính toán mọi thứ. Thì chị có một cái này hỏi mấy em là giống như là chị bản tính cũng có cái tiết kiệm, nhưng mà có được coi đó là keo kiệt không? Dạ, nhưng vậy. Mà nếu như mà dễ bị hiểu lầm là mình tiết kiệm cái đó, mình nói ồ xài dùm keo quá ví dụ vậy, rất là khó chịu luôn á. Nhưng mà rõ ràng tôi đâu phải keo đâu, xài đúng nơi đúng lúc là không bao giờ keo à. Khác hoàn toàn với keo kiệt, mọi người có đồng ý với cái quan điểm không? Đúng đó, phải vậy mới tám được chứ. Trời ơi, cùng hội cùng thuyền dễ sợ luôn á. Tiết kiệm là gì mọi người chết cái này hình như là chủ đề này nó hơi hoang mang một xíu cho Tú với Bông, là tại vì thực sự là cái người hát cười này lúc đầu cũng mua đồ này nọ. Em đó hả? Em là người tiết kiệm, em là người tiết kiệm trong nhà, tại vì anh Tái là người vô cùng hoang phí. Là em cũng nói là bây giờ anh chi tiêu quá nhiều rồi, bây giờ chúng ta sẽ có một cái bản kế hoạch gọi là dự trù một cái gì đó, thì em sẽ lên lịch cho anh, ví dụ như là anh đi hát được bao nhiêu đây vậy một tháng thì là em sẽ chi tiêu cái gì. Một tháng mình hạn chế, mình dùng mà cách nào mà cần thiết mình phải đi thì mình đi. Anh Thái cũng nói em là sao mà cứ tiết kiệm, bà giống như bà già cổ xưa là cứ keo quá. Mà không phải em phải keo đâu, vì em chỉ muốn là nếu những cái chi phí lặt vặt đó, dù em thường hay có để heo á, thì những cái khoản mà mình thường hay bỏ dư vô đó đó, đừng để ý tới đó, thì đó là cái khoản mà mình tiết kiệm, mình có số tiền. Thì người miền Trung thì rất là chịu khó, như là gia đình anh Thái cũng là người miền Trung. Nhưng mà khi mình lấy chồng mình về với một cái môi trường khác, thì là dạ cái nếp sống khác, từ cái dặn nước của mình á, thì mẹ cũng để ý, mẹ cũng nói là mình rửa thì mình cũng phải đừng có xà nước cũng quá nhiều. Tại vì con cũng biết, không biết không, khi mà con xà nước nhiều thì thứ nhất là con không có rửa sạch cái chén mà nó phí nước. Khi mà mình hiểu ra sâu xa hơn nữa thì là mình nghĩ là mẹ đang muốn dạy cho mình. Wow. Sau câu chuyện của chị Vi là em cũng cảm thấy là có cái sự tiết kiệm tiềm ẩn sâu bên trong con người em mà em không thể biết đó mọi người. Tức là tại vì những cái mà chị Vi nói á, nó là thuộc về cái phạm trù ngăn nắp của người miền Bắc. Mọi người có biết người miền Bắc là đặc thù ở trong nhà người ta là rất nhiều đồ kinh khủng khiếp, tức là những cái nhỏ xíu linh tinh rất nhiều đồ. Tính em cũng bị như thế, em chỉ cần tiện thôi, thấy tiện là em sẽ mua những cái gì mà em thấy là ở chỗ này cần phải có cái này, là em sẽ tiện, để cho tiện cho em là em sẽ mua. Nhưng mà sau khi em đọc cái cuốn sách của người Nhật là Sống đơn giản như người Nhật, có một câu rất hay là cái cách mà mình chi tiêu trong gia đình á, đó là trước khi mình mua cái đấy, mình suy nghĩ về nó là có thực sự cần thiết hay không. Có nó thì mình sẽ được cái gì, và nếu không có nó thì mình có bị ảnh hưởng gì hay không. Ví dụ như chồng em gần đây nhất là thích mua cái xe đạp cho con á,
mỡ nó đã có vài cái xe đạp được mọi người tặng rồi. Thế nhưng mà anh vẫn muốn mua cái xe đấy vì nó có một cái điều gì đấy rất đặc biệt, em không biết. Nói chung là đàn ông về công nghệ các thứ này nọ, tóm lại muốn mua cái xe đấy. Thì em mới ngồi nói với anh Tùng là mình có thực sự cần thiết cái đó hay không? Con mình có thực sự cần thiết cái đó hay không? Yeah. Nếu như mà nó phục vụ được một cái lý do gì đấy mà nó chính đáng, anh giải thích cho em hiểu được, em cảm thấy ok, đồng ý là nó rất cần, thì em mới mua, chứ không chật nhà lắm, nhà mình quá nhỏ. Kiểu bây giờ ông chồng em không hay có một cái câu nói để cho mà em phải suy nghĩ là vì những cái món đồ em phải mua, giống như bông là câu em có kiểu là em cái gì em cũng thấy nó, em cũng muốn mua hết. Đúng rồi. Gần đây nhất là em bảo là em đang thích một cái chiếc xe điện kia. Ừ. Tại vì kiểu nó cũng nhỏ, mình chở con mình đi chơi này kia được. Thì ông mới nói với em câu là mua cái nhà lớn hơn đi, mới có chỗ để xe. Đúng rồi, mua xe gì nhìn được cái xa hơn. Cũng vui thôi, thật ra mẹ chồng em hỏi vui có đợt, không biết tại sao lại hỏi em câu đó. Ủa, con ở với anh Khánh á, con có thấy nó keo kiệt không? Ừ. Thấy không, nó không. Khánh rất là tiết kiệm, không phải keo kiệt. Lúc mà ba mẹ chồng em sanh ổng á, là lúc đó nhà cũng chưa có, kiểu như là còn khó khăn lắm. Đâm ra, ổng từng ổng nói với em câu vậy nè. Tại vì mẹ chồng em là bán canteen, ở nhà có xưởng thì bán canteen, bán nước. Khi mà ổng muốn cầm cái chai nước lên, cái chai nước ngọt, hay con nhỏ mà thích uống nước ngọt, ổng phải suy nghĩ rất nhiều luôn. Tại vì trong cái chai nước đó, mẹ chỉ lời được có bao nhiêu, xong ổng lời cất vô, ổng không dám uống. Kiểu như là nhiều lúc mà có những cái mà nhỏ xíu ông tiết kiệm cho ba mẹ, hoặc là ông nghĩ giống như cho em này kia, mà em nghĩ là tại sao, kiểu như là hồi đầu em cũng nói là sao mà có mấy cái đâu có cần mà phải tiết kiệm tới mức như vậy. Nhưng mà mình nhìn lại á, mình thấy kiểu như là ông nghĩ xa. Nghĩ xa. Ông nghĩ xa thật. Em ở độ tuổi này nhiều khi em còn không nghĩ được như cái bạn này luôn. Bạn tiết kiệm kinh khủng. Nghĩ đi, để dành tiền mua nhà. Suốt ngày cứ nghĩ là mua nhà đi em, mua nhà lớn. Vậy là em sắp có nhà rồi đó, là bởi vì năng lượng tích cực với lời đó. Nói chung là luật hấp dẫn nó sẽ tới. Luật hấp dẫn. Ừ. Nó là giống như kiểu ủng hộ lắm, nhiều khi cứ là kiểu không phải là kiểu như là anh nhắc tới vấn đề tiền bạc hoặc là ở cuộc sống mình tốt hơn, anh không bao giờ anh tiếc cho em cái gì hết. Chị thấy Viên giống tiếp người với chị, cái tính cách mà Mai hôm nay biết tiết kiệm là nhờ anh Nghiệp. Anh Nghiệp sinh ra và lớn lên trong một cái gia đình không có phải là đầy đủ như người ta, thì cha mẹ đã dạy rất là kỹ về cái tính tiết kiệm, cách mở nước như thế nào, cách sử dụng điện ra sao. Đúng rồi. Bởi vậy mình thấy một cái gương quá sáng, đó là một gia đình của người ta nghèo khó nhưng mà người ta rõ ràng là dạy con nên người và mọi thứ đã đầy đủ, ý là như thế. Và ngày xưa mà mình mới về làm vợ thì anh nói là em phải biết tiết kiệm một chút xíu, ví dụ như là không xài điện nữa thì phải biết tắt đi, nước thì phải mở vừa đủ thôi. Một cái người chồng bên cạnh mình, xong mình nghĩ là cái đồng tiền mà mình đang xài đó là công sức và mồ hôi của ảnh nhỏ xuống á. Yeah. Mình cảm thấy nó bị sót, cho nên là cái tiết kiệm từ đó là mình bắt đầu tập dần. Có một cái điều mà chị trăn trở đến tận bây giờ, đó là anh Nghiệp anh mê một cái đồng hồ mà chị chưa mua được cho ảnh, mà chị cảm thấy là vì chồng của mình mà thích cái đó thì mình cũng cảm thấy đó là một phần trách nhiệm của mình á. À. Đã cùng nhau đi vào cửa hàng rồi và mình lúc đó nhất quyết là sẽ mua cho ổng rồi. Ổng lại nói thôi em ạ, đắt quá, đi về anh chỉ nhìn vậy thôi, thực ra đâu có thích lắm đâu. Ý là vậy đó, em mà mua là anh giận á. Tức là cái thích của ổng rất là thích thì mình hiểu được, nhưng mà ông nghĩ đến một cái khoản tiền lớn rồi còn con cái học hành, nhiều khi ổng chừng lại. Như chị nghĩ mấy em cũng vậy thôi, khi mà mình có gia đình có con cũng vậy. Không chị. Không. Chị thấy là Bông nói vậy thôi. Nhưng không, mà chị ơi. Không, chồng em mà không hề suy nghĩ cái nó xài tiền đâu chị ơi. Trời ơi. Có một thứ mà anh Tùng mua mà đến bây giờ em vẫn còn cảm thấy tức giận mỗi khi sao? Em nghĩ về luôn á. Không có tức đúng rồi. Mọi người có tưởng tượng được là một tuần nữa em đẻ rồi. Bụng to vượt mặt như này rồi. Ông cầm 300 mấy chục triệu, gần 400 triệu đi mua một cái xe mô tô. Xong rồi gọi em xuống sân chung cư, vợ ơi, xuống đây chúng cho xem cái này. Em đi xuống, mặt ông biết là em tức giận rồi, mặt ông ấy biết là em không đồng ý rồi nha. Nhưng vẫn cố tình làm như thế, thấy cái xe đứng đấy mà em muốn đạp cho một phát ghê luôn á. Thế cơ. Trời ơi, chị nghĩ đi, bụng em to như này. Vợ ơi, ngồi lên xe xem có em không? Sao bọn là Em, mày nghĩ tao trèo được lên cái xe này mà em đứng như này mà cái xe nó cao, cái yên nó cao ngang mặt em luôn này mọi người, cái xe nó cao vống lên như này này. Trời ơi, tức, em tức xe thể thao. Em tức điên lên. Rồi em bảo, anh có nghĩ cho em không? Trời ơi, em đẻ tới nơi rồi. Em tưởng anh mua xe ô tô cho em để em đi đỡ mưa đỡ nắng. Anh mua cái xe này về làm gì? Đi đâu? Đi với con nào? Tại vì thực ra là hai vợ chồng em đều thích xe mô tô. Em có thể chạy xe với anh ý từ đây đi ra Hà Nội bằng xe mô tô, mỗi đứa một xe. Em có thể chạy xe mô tô được. Nhưng vấn đề là
em cũng thích mà, nhưng mà tại sao mày mua cho mày trước? Mày mua cho mày trước trong khi tao mà không được đi, em không được đi. Tại vì là không, chưa không đi được, đúng không? Đúng rồi, nãy giờ chị chia sẻ với em là chị đang thương em lắm. Chị đang nói vậy nè, ôi thương, đó là nó đang bầu bì đấy. Nó đang bầu bì mà chồng nó không bước lên được chiếc xe. Ôi ơi, em nhìn em tức chứ, mọi người có hiểu cái cảm giác nhìn đấy trước mặt mà không ăn được không? Tức lắm trời. Nghĩ không, sao mà Tùng không có nghĩ cái thời gian mà chuẩn bị. Đúng là rồi, Bông sẽ đẻ rồi sẽ không dẹp cái xe đó, đó. Trùng mệt. Đấy bây giờ bán rồi chị. Tức là không nghe lời vợ á, tức là cái xe đó nó đến vào cái thời điểm nó không đúng, nó không hợp lý. Cho nên em giận. Chứ không phải em giận bởi vì bỏ một số tiền lớn như thế để mua một cái thứ đam mê của anh. Em không bao giờ là từ chối, hay em không bao giờ là kiểu giống như chị Mai á, là chồng mình mà thích cái gì là em cũng kiểu như em tự cảm thấy là có trách nhiệm là phải mua cái đó cho chồng em. Ok, mình nói đến vấn đề này mình cũng nhiều suy tư, tâm tư, tình cảm quá. Mình tự nhiên mình nói đến tiền mình bị trì quá ha mọi người ha. Đúng rồi. Trì hơn. Tự nhiên mình nói đến cái từ tiết kiệm cái em bị nhức đầu á, bị chóng mặt á. Thật ra em thấy là giờ vấn đề là tiết kiệm thì tất nhiên là có gia đình rồi thì cái điều đó là, đúng rồi, là ai cũng phải có. Thì nhưng mà em chỉ cảm thấy là nó đúng thì thôi. Đúng bây rồi. Giờ tiết kiệm quá nhiều khi nó cũng sẽ nảy sinh nhiều vấn đề khác đó. Nó lại như vậy. Tức là em nghĩ là tiết kiệm thì đúng, nhưng mà cũng không nên quá là chi li trong những cái tình tiết nhỏ, bởi vì đúng rồi, những cái gì mà mình cảm thấy đáng thì thôi, đúng rồi. Rồi ok, mình sẽ chuyển sang tới chủ đề thứ hai là em muốn hỏi tất cả mọi người, khi mà mọi người cãi nhau với chồng, ai sẽ là người xuống nước trước? Ủa là chồng chứ ai nữa mà hỏi, trời ơi là trời. Định nghĩa luôn á. Đúng, chồng sinh ra là để xin lỗi vợ. Nhưng mà vậy chị có bao giờ chị nghĩ là cái nghĩa là người ta cứ lúc nào cũng xuống nước, có nghĩa là riết rồi mà... kiểu người ta cũng người chán, người ta nản không? Ví dụ cái chuyện đó người ta cũng không sai. Chắc chắn là không bao giờ mà mình đúng được. Đúng thì rồi. Cái tính của em á là cái người không có thích giận lâu á. Rồi có một lần là có một cái điển hình là như vậy nè. Em với anh ấy thì giận nhau những cái chuyện mà đôi khi là rất là nhỏ nhặt thôi. Cái đêm hôm đó là ảnh thì coi tivi, tự động em đi ra đấy. Các con à, hôm nay mẹ sẽ lên ngủ với con đó nha. Các con á, thì mấy đứa nhỏ nó kêu, ủa mẹ hôm nay mình không ngủ chung với nhà với bà nữa hả mẹ? Không, hôm nay mẹ sẽ lên lầu ngủ với các con. Cái con bé thơ là con bé người làm nó kêu, cô hôm nay con ngủ chung với tụi con đúng không cô? Đúng vậy, cô sẽ ngủ. Và ý lại cho anh nghe, cái anh nói, ủa làm gì mà leo hôm nay là mọi người lên ngủ hết vậy? Hôm nay không ai ngủ với anh đâu, anh ngủ mình đi. Thì mình nghĩ trong đầu là cứ để cho anh ngủ mình, mặc ảnh mà mình đang giận ảnh mà, mình không muốn cho ai ngủ với ảnh hết, cả con luôn. Xong rồi cái lên ngủ nửa đêm, trời khó ngủ quá, Nam Mô Di Phật cũng ngủ không được, cứ đâu niệm Phật rồi sao? Hay là do sao kỳ quá à? Hay là do đau bụng để cũng niệm Phật, bây giờ không ngủ được cũng niệm Phật. Tại vì đúng rồi, tất nhiên khi mình làm cái việc nhiều mà mình ngưng thì mình cứ niệm Phật thôi. Con bé Thơm thì nó ngủ cũng chẳng queo, nó kêu trời, cái kêu Thơm ơi Thơm, sao con ngủ không được vậy con? Ai biết con, ngủ đi con. Bây giờ con mở nhạc Phật cho cô nghe nha, nhạc thiền. Trời nè, Mô A Di Đà Phật, cái này đã ngủ hết rồi mà mình cũng chưa ngủ. Cô khó chịu quá, cô tức quá, tại sao không lên, đúng không? Không lên kêu mình xuống đúng không? Không lên kêu xuống, em ơi em cứ ngủ. Bực kia là bực. Bây giờ nhục nhã, ôm lỗi. Cậu kêu, ủa sao cái gói đâu vậy? Kìa mình nói, đi vô phòng ngủ, tôi không ngủ được trên lầu. Kìa anh nói cái miệng hay lắm. Đi ra xong ngủ lên với mấy đứa nhỏ đi, thương con lắm mà. Tôi thiệt với anh, trước cuộc đời tôi á, dùng giả như vậy mà. Anh cứ ngủ đi, tôi không được nhìn tôi. Tôi không biết, ai thèm mày hãy còn cái thứ ái đi hay. Hãy nhìn mình sẽ ngủ. Tại vì mình không ngủ được là mình không làm được cái gì hết. Tại vì do mình không ngủ quen ở trên lầu được á. Tại vì ngủ ở giường 2 tầng á. Thôi chị đừng giải thích bộ nữa chị à. Chị cái chuyện trên lầu hay là dưới đất nó không quan trọng. Nó quan trọng là thiếu hơi. Thế thôi. Thiếu hơi. Kiểu là không ngủ được là vì tức. Vì tức. Vì tức nữa. Giống như là kiểu cũng tại sao mà cũng để yên cho mình đi lên ngủ luôn. Đúng vậy đó. Rồi. Tại vì em cũng đã từng như vậy. Nhưng mà chờ. Chị còn có nhiều con, chị còn phòng đi còn hai vợ chồng em là một phòng chung, đâu có đi đâu được đâu chị. Đang đó, 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 mấy mở mắt ra sáng mở mắt ra cũng thấy mà tối nhắm mắt lại cũng thấy mà coi ứa gan, có nghĩa là vậy đó. Em là vậy nè, em rất nhát, em sợ ma, giữa đêm mắt
mắc quá sao giờ mà cũng đang giận, phải ngồi suy nghĩ một hồi có nên kêu không ta. Ơi vậy rồi trời ơi vậy luôn đó, buồn quá đau bụng quá, giận tôi đi lẹ xong vậy đó, nó lại cười vô mặt em thì cái đó ủa giận mà kêu chi thì đó là lại vậy, giống như là giờ em cũng không thoát được, bây giờ có giận dỗ cách mấy cũng phải như vậy. Nhưng mà em là người nóng tính hơn hay là Khánh là người nóng tính hơn? Cả hai đều nóng hả? Cả hai đều nóng đó, lý do vì sao mà em nói là dạo gần sau này á là khi mà một đứa đang điên á thì ổng phải nói là anh phải im. Như có đợt gần nhất bắt đầu là kiểu như em điên lên rồi ổng mới nói là em ngừng đi, em đừng nói nữa, tại vì anh biết là sắp tới những cái câu nói của em sẽ gây tổn thương đó anh. Cái đợt đó là coi như là em cũng nói là em kể mọi người á, lần trước là kiểu như em điên tới mức mà em cầm cái tờ giấy đăng ký kết hôn em muốn xé luôn á, em giận lên bắt đầu là em bỏ nhà em đi, nhưng mà không phải là đi qua đêm hay gì, em chỉ đi ra ngoài cà phê em ngồi để lát hồi sau em về lại thôi. Thì cái trong cái lúc em ngồi mà đợt đó là em ức tới mức mà em ngồi cái chỗ quán cà phê em rủ chị đi á, em ngồi em một mình em khóc như một con điên. Cái ông mới nhắn tin, ông nói là em đang ở đâu, thì em không nói, em chỉ nói là em đang ngoài đường thôi. Cái ông mới nhắn lại một cái tin là đừng đi nữa, về với anh đi, về rồi mình tính mình nói chuyện với nhau này kia, đừng đi nữa. Ủa tại sao lâu rồi em luôn là người chủ động vậy, em luôn là người phải kêu anh ngồi xuống đây nói chuyện, không phải là anh nữa. Có nghĩa là em không có quan trọng cái việc bây giờ ai đúng hay sao, em không phải là cần ai phải xin lỗi trước hay cái gì, nhưng mà ít nhiều thì phải cho em thấy dù ok anh chủ động, anh muốn nói chuyện với em đi. Thì giống như thì ổng cũng có nói là tại vì là ổng đang suy nghĩ, ổng muốn im lặng á, thì như vài bữa, nhưng mà ổng nói vài bữa nữa nào, bây giờ đã là một tuần mình không nói chuyện với nhau rồi, đến khi nào nữa. Đôi lúc em cũng hơi tủi trong cái vấn đề đó, như riết mãi thời gian sau này em luôn là người phải ngỏ lời chủ động nói chuyện với ổng về những cái chuyện mà hai vợ chồng mắc phải. Chị là cái người vô tư là không có suy nghĩ, nhưng mà cũng có một cái trường hợp rất là lớn làm cho em phải rất là giận anh Thái. Thời gian đó là không ngủ chung, lúc đó mình quyết định là cô ngủ với Thơm với mấy đứa nhỏ, và kỳ này cô ngủ được. Và kỳ này cô ngủ được, cô một lần rồi qua gõ cửa phòng luôn, con nói cô ra về ngủ với chú đi, con nói với chú cô không về. Trời ơi, và thật sự là mình đã cố gắng. Chú bé liên lạc, chú bé liên lạc, chú bé nó trông cái sắc xinh xinh. Cô lập quá, cái lá đường chú về rồi. Là lại bên muối bây giờ. Mình nằm ở cái giường ở đây là mình nhìn toàn thành phố luôn mà. Mình nói không về phòng đâu. Cô nằm đây nhìn đường phố được rồi. ông đã bỏ hết cái sĩ diện của ông. Ông qua ông kêu em ơi đi về ngủ, đi về phòng ngủ đi em ơi. Cái dùng thầm nó thấy chưa, con nói cô rồi, tội nghiệp chú quá, chú rách gói qua luôn rồi cô ơi. Thôi vậy con đi qua kia, hay con dẫn mấy em qua kia ngủ nha con. Đây con đừng làm chị, con hãy để cho cô, con nghe cô không, cô quyết định rồi, cô quyết định rồi luôn, anh đi về quyết luôn, anh đi về phòng ngay, anh đừng làm như vậy. Thực sự là rất đau khổ, nhưng mà mình sao nói là đang giống như con phim hài đi nhau. Tại vì cái đồng của mình đây, mình đang kể rất là ai cái câu đang... chuyện đó là cái câu chuyện mà đang buồn á, câu chuyện buồn á, một câu chuyện buồn. Tại vì cái chồng đều buồn. Đây là câu chuyện có thiệt. Nó là buồn. Mà tại sao mọi người cười vậy? Anh đừng như vậy. Anh đừng như vậy. Đúng rồi. Tại vì sao? Tại vì mình sẽ cố gắng một ánh mắt cho chị. Nhưng mà đó là cái sự diện của mình nhé. Phải có cái riêng của mình. Từ hôm đó anh nói anh sợ em luôn rồi, nguyên đêm anh thức trắng không ơi. Ngày mai nè, lúc mà ngày mai cái mặt ổng á như con chút, ổng không ngủ được mà mình ngủ vẫn ngon. Mình nói trong đầu cứ niệm Phật thôi, không sao cả. Không, thực ra là em biết tại sao chị ngủ được, bởi vì anh Thái xuống nước. Chứ lần trước anh Thái rồi, không xuống nước rồi. Đúng, anh không? Thái xuống nước chị mới ngủ được. Đúng. Tức rồi. Là chị là có một cái lẽ ở trên là chị đang kiểu như là à được xin lỗi rồi, nhưng mà ta không tha thứ đâu. Đó là chị mới ngủ được, chứ còn không xin lỗi thử xem mà đêm đó có ngủ được hay không, hay ngắm đường ngắm phố. Không vậy, nhưng mà vấn đề đây là tùy theo cái mức lỗi, cái lỗi nó quá lớn đi. Thôi đây em sẽ kể cho mọi người nghe cái câu chuyện của nhà em gần đây nhất. Gần đây em chuyển sang làm một cái vị trí khác, đó là producer, là sản xuất. Thì cái công việc nó sẽ nặng hơn là cái công việc bình thường em làm rất nhiều. Từ đó mà em có thêm nhân viên. Thì cái câu chuyện nó xảy ra đó là mấy bạn nhân viên của em nói chung là không hiểu ý, và teamwork không tốt đến cái mức độ mà cãi nhau qua lại giữa em và các nhân viên của em luôn. Thì anh chồng của em là người đứng ở giữa, vì cái vị trí của anh là first lady. Thì sau khi anh hỏi em là có chuyện gì xảy ra, em là một người không hay chia sẻ lúc em bực tức, em im lặng để em cố gắng trấn tĩnh làm cho xong cái việc ngày hôm đó. Thì anh ấy đi ra ngoài nói chuyện với nhân viên. Thì sau khi anh nói chuyện với nhân viên, anh chưa nghe hề nghe từ phía em nha, mà anh mới chỉ nghe từ phía nhân viên thôi, là anh đã vào giải thích với em rồi. Thực ra là ý tốt,
Nhưng đối với bản thân em á, nó lại là anh đang không đứng về phía em. Thế là em giận luôn anh Tùng. Thì trong cái vị trí của anh ấy là anh cũng giận em, bởi vì là anh đang muốn thế tốt cho em mà em lại kiểu giận ngược lại anh. Như mọi khi á, anh Tùng sẽ là người xin lỗi trước. Không phải là xin lỗi mà sẽ làm hòa trước. Nhưng mà không, bữa nay là không luôn nha, im luôn. Sau buổi làm việc đó là im luôn. Bọn em giận nhau đến 3 ngày liền. Lần đầu tiên bọn em giận nhau đến 3 ngày không nói chuyện. Gặp nhau ở trong nhà các thứ hay nọ lơ luôn. Coi như người tàng hình luôn đó, đó. Người vô hình nhưng mà nhìn thấy nhau ấy mọi người không? Sau 3 ngày em bức bối á, không nhất định nó không xin lỗi mình rồi. Thấy là nó đúng rồi. Thôi chết rồi, như này thì để giận nhau đến bao giờ. Em cũng là một người kiểu như khi em suy nghĩ lại á, em cũng là biết điều á. Em suy nghĩ lại thì em thấy là mình không sai nhưng mình cũng không đúng khi mà mình giận ngược. Đó thì em bắt đầu em mới kiểu xuống nước. Lần đầu tiên trong cuộc đời em xuống nước với ông á. Ê chồng ơi, hôm nay có cái phim này hay xem. Anh đi ngủ đây. 11 giờ anh đi ngủ đây. À, dối ông à? Dối. Làm tới luôn. Em lao ra em ôm luôn. Thế làm sao giờ sao? Bây giờ cố định là không nói chuyện đúng không? Tức là em lúc đấy là em nhây, em để cho mọi chuyện đỡ căng thẳng ấy. Thì không ngờ là anh Tùng kiểu như giận thật luôn. Là ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc luôn. Đồ là bảo là lần đầu tiên em thấy ông vậy á. Mọi khi ông nhây lắm chị ơi. Mọi khi ông giận vậy luôn á. Nhưng mà lần này là không nha. Lần này là nói với em luôn. Khi mà em nói chuyện với anh như vậy á, là em không hề tôn trọng anh, là nói chuyện nghiêm túc với em luôn mà em bị bất ngờ luôn á, là em mới biết là thôi lần sau kiểm soát lại. Thì đó, em nói là xin lỗi là chuyện ai đúng ai sai người đó phải xin lỗi, sai là phải xin lỗi. Dạy con thế thì mình cũng phải gương mẫu chứ đúng không? Sai là phải xin lỗi. Nhưng mà xuống nước trước thì em vẫn nghĩ là đàn ông nên là người xuống nước trước. Đúng rồi. Bởi vì là đàn ông nhường phụ nữ chả mất cái gì à? Đúng rồi. Nó chỉ thể hiện rằng là người đàn ông đấy rất là bản lĩnh thôi. Nhưng mà cái chuyện nhường không có nghĩa là anh sai. Nếu như mà chỉ cần nói một câu thôi là em có đói không, thôi là tự nhiên mình ấy, chồng ơi hồi nãy vợ sai rồi, vợ xin lỗi chồng nha. Là mình chỉ chờ có mỗi một cái câu đó để mình được nói cái câu chuyện của mình thôi. Nhưng mà không, đàn ông không bao giờ mà họ xin lỗi mình trước là anh xin lỗi em này nọ. Nhưng mà họ gián tiếp qua một cái việc gì đó. Đúng rồi. Chị thì ngoài cái chuyện chồng thì còn con nữa. Mình rồi công việc nữa, stress rất là nhiều. Đôi khi mình làm nhiều quá đó, tối tức nó nè, quá mệt mỏi đi. Nhiều khi thiết nghĩ mà ngủ muốn ngủ luôn, đừng có mở mắt dậy nữa. Bởi vì nó cảm thấy sáng mai lại là một bài, lại là một cái guồng quay giống như vậy, lại làm như một con thiêu thân và lại vất vả và lại phải suy tính, quá mệt mỏi. Ý là vậy, mà tại sao không có biết chia sẻ, vì mình điên quá mà. Nói là Ủa anh thấy anh cũng giúp em mà, anh cũng thấy làm đủ thứ mà. Nhưng mà đàn ông người ta nghĩ là người ta ví dụ như quét cái nhà, lau cái nhà là đã là một chuyện vĩ mô rồi. Ý là vậy. Nhưng mà 1000 câu công việc mà ở dưới bếp làm sao mà biết được. Tức mà tức kinh khủng. Xong nói là em phải tự chịu thôi. Cái tính của em á hả, cứ lõ mõ suốt ngày. Ý là cứ vậy đó, cứ tự xin làm việc khổ mình đó. Tự làm khổ mình. Em như vậy là em tự em này kia. Ông nói cho đã cái nữa. Ông nói cho đã. Nói là tự em vậy thì tự em phải lo chịu. Nhưng sáng sớm hôm sau anh dậy rất sớm, làm hết. Làm hết, nào là con cái sao, rồi giặt giũ bỏ áo quần như thế nào, rồi lau nhà lau cửa như thế nào. Là sáng hôm sau là anh Nghiệp không bao giờ là nói là anh xin lỗi em. Chưa bao giờ. Nhiều khi ảnh làm chị giận dữ lắm mà nói tại sao anh không bao giờ biết nói từ xin lỗi nữa. Chưa bao giờ. Anh nói vậy nè, thực ra thì tánh của anh từ nhỏ, ba mẹ anh chưa bao giờ anh cũng nói từ xin lỗi được với ba mẹ, mặc dù anh biết anh có lỗi lắm. Mà anh không thể mở miệng nói con xin lỗi ba, con xin lỗi mẹ. Bởi vì đó là nhiều khi đó là cái thói quen. Cái thói quen từ bé. Thì cái cách của ảnh là thường là vậy. Chị thấy là ảnh kết nối bằng những cái chuyện như vậy. Còn có những chuyện mà tay trời mà ảnh gây ra chẳng hạn. Giống như là mình nghĩ nếu như lúc đó chồng mình sai đi, mà mình lấy cái tay mình đẩy chồng mình xuống dưới vực luôn. Đẩy chồng mình xuống dưới vực luôn. Vậy tại sao mình không ôm chồng mình về? Tại sao mình không ôm ấp chồng mình? Tại sao mình không có cùng nói chuyện với nhau, còn là cha của mấy đứa con của mình? Hoặc là mình phải hiểu rõ nguyên do vì sao như thế đó. Lúc đó không ai đúng ai sai nữa. Mình phải nghĩ là mình phải cứu đã. Mình phải cứu chồng mình khỏi cái vũng lầy đó cái đã. Ngày xưa người ta đã nói là đàn ông nông cạn biển khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu. Có nghĩa là người ta nông cạn đó, nhưng mà nông cạn biển khơi lận. Ý là đàn bà có sâu sắc thì cái cơi đựng trầu là cái khay đựng trầu đó. Nhiêu đó là mình có nhiêu đó, tức là mình cứ soi mói, mình cứ này kia, mình có nhiêu như vậy thôi. Nhưng mà khi mà mình mở lòng bao dung, người ta sẽ trả mình gấp 10 lần, gấp tỷ lần.
Hay quá, đó. Đúng rồi, chính xác rồi. Cho anh đúng rồi. Trong hạnh phúc gia đình cũng vậy. Người đàn ông mai mốt nữa, nhiều khi người ta gây ra những lỗi lầm rất là lớn. Say nắng, say mưa, ủi mình, sổ xề hai con này. Nhưng quan trọng là luôn luôn phụ nữ phải có lòng bao dung mới được. Bởi vậy cho nên câu châm ngôn của gia đình chị là hạnh phúc phải được xây dựng từ lòng yêu thương. Cái yêu á không có đủ, nhưng phải thương, thật sự thương nhau. Sống với nhau suốt trọn đời là tại vì cái nghĩa, cái ân, cái sự thương nhau thì mới em được. Em cũng thích cái từ thương lắm. Em thích chồng em đó. Nói em thương em, anh thương em, nhưng không thích nói anh yêu em. Cái từ nó yêu nghe sao sao rồi, sao nghe nghe nông cạn lắm, nghe nó thị trường, nghe nghe nó thị trường nghe anh thương luôn nghe trend ấy là vậy. Nói chung là bây giờ mình cứ nghĩ trong đầu là bây giờ nếu mà muốn cho gia đình hạnh phúc thì mình phải nhường nhịn lẫn nhau và mình phải dẹp bỏ cái tôi của mình đi. Chứ bây giờ ai cũng có cái tôi thì cũng không bao giờ là đúng rồi. Đúng. Vậy mình chốt vấn đề ở đây đúng không? Tức là khi một chút cũng không mất gì hết. Đó là khi cãi vã xảy ra thì chúng ta không ai đúng cả. Hơn là nhiều nhìn với nhau là lúc nào cũng phải Nam Mô A Di Đà Phật như thế đúng không? Đúng rồi, đúng rồi đó. Nghe nói làm đẹp. Đúng là rồi. Chị Vi lại có một cái tip làm đẹp cho chúng ta. Đúng rồi, tại vì mọi người cũng biết là cái Vaseline rất là nhiều công dụng. Có thể thoa lên da mặt khi da khô, hay là khi mà muốn làm dài mi với lại lông mày ra đó. Có luôn thì à? Mình là mình lấy một lượng nhỏ ra, mình quét lên cái tăm bông, cái là mình chuốt lên cái đầu mi với lại cái lông mày á, là nó rất là dày và dài mi. Không cần phải tốn kém là mình mua eyelash hay là cái gì đó mình chuốt khi chưa mất tiền đâu. Còn không thì mình có thể dùng dầu dừa, nó không có bị khô, và thứ hai nữa là cũng làm dày mi. Hôm nay thì là Vi sẽ giới thiệu cho mọi người các mơm ở đây về cái Vaseline công dụng như thế nào. Nếu mà các bạn nào mà muốn cho cái lông mi lông mày dài hơn, tại vì mình thường hay make up á, thường hay sử dụng mấy cái mascara hay là gì đó thì thường hay bị rụng mi lắm, thì mình có thể sử dụng dầu dừa chuốt nhẹ lên trên mắt, trên lông mi đó. Trong một khoảng thời gian như một tuần mình có thể mỗi ngày mình làm thì trong một tuần là mình sẽ thấy hiệu quả rồi. Cái lông mi lông mày của mình nó tự động nó dày hơn và nó cứng hơn và nó dài. Có thể mình vuốt ngược cái lông mi thì nó sẽ dễ ấy hơn. Cách thứ hai với Vaseline nữa đó là mình có thể tẩy da chết với lại Vaseline và đường, thì nó có thể làm cho cái môi của mình á tẩy da chết cực kỳ hiệu quả luôn. Em thấy phổ biến nhất là người ta xài đường nâu. Đúng rồi, đường nâu. Môi bạn này thì đang có đây dầu dừa rất là hay. Vi đây dùng để Vi đang tẩy môi trước. Tẩy mascara hay gì rất là tuyệt vời, dầu dừa thơm nữa. Nhưng mà khi mà da mặt thì mình hạn chế những cái da mà dị ứng nha, thì mình sẽ trộn cái hỗn hợp Vaseline và đường thì mình tẩy lên để mình chà. Nhưng mà đây là vệ sinh cho bạn nên là Vi sẽ dùng tăm bông ha. Còn ở nhà mình có thể sử dụng bằng tay chà sát lên, chà sát lên, sau đó là khi mình rửa sạch môi thì mình sẽ dưỡng dầu dừa lên thì làm mềm môi đó. Một tuần thì mình có thể sử dụng 1-2 lần để mà cái da, cái môi của mình nó mịn màng, khi mà nó son nó không có bị bong chóc á. Chị cảm ơn em nhiều. Thấy ngọt không cưng? Đừng nuốt nha. Người bạn người bảo rất là dễ thương đúng không ạ? Yeah. Và chương trình của chúng ta đến đây là kết thúc.